Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có $9.99 cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hình 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi Xoáy Tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi có một thông báo muốn gửi đến cho quý vị là thưa quý vị, chúng ta biết hiện tại bây giờ ở Việt Nam tình hình bệnh dịch gia tăng và hầu như là cả nước là phải bị trong tình trạng là đóng cửa để mà chống dịch. Thì những người đi làm những cái nghề buôn thúng bán bưng, những người làm những cái việc lặt vặt để mà sinh sống, thưa quý vị, bây giờ họ không còn cái cơ hội để kiếm kế sinh nhai. Và cái tình cảnh này là một cái tình cảnh rất là khó khăn. Thì đứng trước cái hoàn cảnh của những người khốn khó tại Việt Nam và tại nói chung và tại Sài Gòn nói riêng đang phải chống lại đại dịch và vừa phải chống lại cái đói, thì SBTN kêu gọi quý khán thính giả hãy mở tấm lòng quảng đại yêu thương những người đồng bào của chúng ta. Thì trong cái thời gian đại dịch đang phải vật lộn với một cái thực tế khó khăn hơn chúng ta. Và chúng tôi tại SBTN có một chương trình gọi là Một Chút Quà Cho Quê Hương. Và đây là một chương trình gây quỹ sẽ được thực hiện live vào ngày thứ Bảy 14 Tây tháng 8 từ 1:30 trưa cho đến 6 giờ chiều giờ California. Các ca sĩ sẽ hát live và xin quý vị ủng hộ cho SBTN, gửi những cái sự đóng góp của mình vào quỹ Bên Em Đang Có Ta Foundation để chúng tôi có thể gửi đến về cho các đồng bào ở tại Việt Nam để mà giúp cho người nào hay được người đó. Đó là cái lời kêu gọi của SBTN đến quý khán thính giả. Và trở lại với chương trình Xoáy Tin, thưa quý vị, chúng ta biết ở tại Hoa Kỳ hiện tại bây giờ cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, biến thể Delta càng lúc càng gia tăng. Cái điều khác hơn ở tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới là ở Hoa Kỳ cái bệnh này nó gia tăng là bởi vì số người không chịu đi chích ngừa mặc dù là thuốc chích ngừa ê hề đầy đủ. Nói đầy đủ cũng là một cái từ ngữ còn thiếu sót, là dư thừa cho người dân Mỹ. Và vì thế, vì cái chuyện không chích ngừa này đẩy đến cái biến thể Delta hoàn hành, làm cho các con số dịch ở tại Hoa Kỳ càng lúc càng gia tăng. Và người ta e ngại cái tình hình mà của năm ngoái nó sẽ quay trở lại. Và trước tình hình này, CDC đưa ra một cái lệnh là cần phải đeo khẩu trang. Cho dù quý vị có chích ngừa đầy đủ hay là chưa chích ngừa, quý vị khi vào trong nhà, làm sinh hoạt ở những nơi mà đóng kín cửa, chúng ta phải đeo khẩu trang. Nhưng mà cái chuyện đeo khẩu trang nó lại trở thành một cái chủ đề, một cái lợi điểm chính trị của một số nhà chính trị gia tìm cách khai thác vào cái chủ đề đeo khẩu trang. Nó sẽ dẫn mọi người đi đâu? Ai là người ủng hộ cho cái chuyện mà dùng cái chuyện khẩu trang này làm vũ khí chính trị? Đó là chủ đề ngày hôm nay anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị. Xin chào Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Tình hình có vẻ như nó trở lại như năm 2020, khi mà Covid-19 bắt đầu hoành hành tại nước Mỹ. Và chúng ta biết là đã có hai cái trường phái chính trị. Một trường phái của Đảng Cộng Hòa do Tổng thống Donald Trump lúc đó đứng đầu cho rằng Covid-19 là không có, là bịa đặt, vân vân. Và khuyên người ta đừng có đeo khẩu trang, nói chung là coi nhẹ chuyện này và thậm chí coi là không có. Bên Dân Chủ cho là có, và nó đã xảy ra một cái cuộc chiến về chính trị trong nhiều tháng trời, gần cả năm trời. Và kết quả là cuộc bầu cử năm 2020, bên Cộng Hòa đã thua ở tại Tòa Bạch Ốc và tiếp tục thua ở tại Thượng viện, ở Hạ viện. Rồi và cả Thượng viện luôn, thua cả Hạ viện và Thượng viện. Đó lý do tại sao Đảng Dân Chủ nắm ba cái đó. Thế bây giờ tình hình nhé, sau khi ông Joe Biden ông lên, ông làm tình hình khá một chút xíu, nhưng ông đã bị cái gọi là cái đuôi của ông Donald Trump và Đảng Cộng Hòa nó vẫn tiếp tục giữ, nó vẫn còn ở đó. Và bây giờ tình trạng mà gọi là biến thể Delta bắt đầu lây lan, đặc biệt là lây lan đến những cái tiểu bang mà bầu cho ông Trump, hay là nói một cách khác những tiểu bang phen cứng của ông Trump. Bởi vì những tiểu bang này cái mức độ trích vaccine của họ rất thấp. Và đúng luôn, bây giờ những cái trường hợp mà gọi là bị bệnh mới nó là tăng ở những tiểu bang này, tăng tính theo phần trăm nha, chứ không phải theo số lượng. Bởi vì theo số lượng thì quý vị bảo là ô, mấy tiểu bang như California, New York nó tăng bởi nó đông dân, thì đương nhiên cái số lượng nó lớn. Mình đang nói cái tỷ lệ thôi nha. Thế thì một trong những cái tiểu bang mà trước đây người ta bảo rằng là chống Covid rất giỏi, mặc dù không cần đóng cửa, đó là Florida. Thì bây giờ chính cứ 4 trường hợp mà có bệnh mới ở nước Mỹ mỗi ngày thì một trường hợp là Florida. Có nghĩa là Florida bây giờ là 1/4 số người có bệnh mới của cả nước Mỹ, đúng không? Thì ngày hôm qua nó có 2 sự kiện xảy ra liên quan đến vấn đề này. Đó là cái thứ nhất là gì? Tòa Bạch Ốc cho biết là ngày mai thứ Năm, Tổng thống Joe Biden có thể thông báo bắt buộc nhân viên phải trích vaccine. Nhân viên liên bang. Nhân viên liên bang, dạ. Tổng thống của liên bang. Dạ. Tổng thống liên bang, dạ, dạ, dạ. Nhân viên liên bang phải trích vaccine. Rồi trước đó thì Bộ Cựu Chiến binh hôm thứ Hai cũng ra lệnh là trong Bộ vậy. Và ngày hôm nay luôn, vừa tin tức thì Bộ Nội an cũng sẽ ra lệnh nhân viên phải trích vaccine. Tức là nếu không trích thì phải xét nghiệm thường xuyên, chứ không có ai bị đuổi hết. Đó là một cái chuyện. Chuyện thứ hai là ngày hôm qua CDC đã thay đổi cái quy định. Trước đây họ nói những ai đã trích vaccine rồi không cần đeo khẩu trang, bây giờ phải đeo, bởi vì gọi là Delta, biến thể Delta nó trở lại. Chỉ có vậy thôi. Thì ngày hôm qua khi mà CDC đưa ra cái thông báo này, họ gặp ngay cái phản ứng y chang như Đảng Cộng Hòa từng phản ứng trước đây. Phản ứng liền là họ chống cái chuyện này. Tại sao họ chống? Trước khi đi đến cái chuyện tại sao họ chống thì tôi sẽ chứng minh quý vị một số cái. Đầu tiên hết là cựu Tổng thống Donald Trump hôm qua đã đưa ra một tuyên bố như sau. Xin mời kỹ thuật cho con laptop của tôi. Ngày hôm qua quý vị thấy không? Save America, President Donald Trump ngày 27 tháng 7 đây. Tuyên bố này. Chúng ta sẽ không trở lại, chúng ta sẽ không bắt con em chúng ta đeo khẩu trang. Ông Joe Biden và chính quyền của ông không học được gì từ năm ngoái. Không học được gì từ năm ngoái. Người Mỹ can đảm biết nghĩa là sống một cách trách nhiệm và an toàn như thế nào và sẽ chống lại chuyện này. Đừng có đầu hàng Covid, nhưng cũng không có trở lại cái chuyện mà đeo khẩu trang. Tại sao bên Đảng Dân Chủ lại không tin vào khoa học? Đừng để điều này xảy ra đối với con cái và đất nước chúng ta. Đó là tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra ngày hôm qua. Một tuyên bố phản khoa học mà nhân dân khoa học. Vâng. Riêng ông dân biểu Kevin McCarthy của Đảng Cộng Hòa tiểu bang California là lãnh tụ thiểu số ở tại Hạ viện cũng đưa ra một tuyên bố phản kháng với lại CDC. Xin mời kỹ thuật cho vào laptop ở đây. Đây. Nên nhớ rằng, tức là điều rất rõ ràng, đe dọa mà bắt người ta đeo khẩu trang không phải là một quyết định dựa trên khoa học, nhưng là một quyết định được cái nhóm các giới chức chính phủ cấp tiến tạo ra. Những người muốn tiếp tục sống trong cái tình trạng gọi là đại dịch kéo dài. Đó là cái lời phản ứng của ông Kevin McCarthy. Đó. Thì quý vị thấy đó, một người đã hiện tại đang là trên thực tế là lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa. Trên thực tế nha, trên thực tế. Một người đang là lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa ở tại Hạ viện. Phát biểu như vậy. Trong khi đó, ông thống đốc Ron DeSantis cũng của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Florida, một người có thể trở thành ứng cử viên Tổng thống năm 2024. Đó. Thì ông nói rằng ông chống lại cái đề nghị này của CDC yêu cầu phải đeo khẩu trang trong trường học. Ông cũng nói luôn, phụ huynh biết rõ hơn ai hết cách bảo vệ con cái của mình, chứ không phải CDC. Đó là lời ông Ron DeSantis nói ngày hôm qua. Thì thưa quý vị thấy đó, ông Ron DeSantis có thể là Tổng thống tương lai Hoa Kỳ. và ông là một thống đốc của một tiểu bang lớn của nước Mỹ. Đó, quý vị thấy Donald Trump, Kevin McCarthy và Ron DeSantis đều chống cái chuyện này. Thưa anh Long, vì sao họ lại chống cái chuyện này? Mặc dù ai cũng biết là bây giờ biến thể COVID-19 đang, biến thể Delta đang gia tăng và ở một số nơi bắt đầu báo động. Và chuyện đó có thật. Trong những ngày qua, số người chết cũng bắt đầu tăng. Mặc dù không nhiều bằng trước đây, nhưng mà số người bệnh tăng có ngày cả 20.000 người. Tại sao họ lại đi ngược lại cái chuyện này thưa anh Long? Thưa quý vị, họ bắt đầu từ cái lời nói dối của ông cựu Tổng thống Donald Trump trong cái vấn đề bị dịch Covid-19. Có nghĩa là áp dụng lại cái chính sách mà ông Donald Trump đã làm năm 2020. Thứ nhất là vì ông Donald Trump, ông tạo ra một cái không khí là không có bị dịch để làm gì? Để chứng tỏ rằng là trên thị trường chứng khoán mọi điều đều tốt, chứng tỏ chính phủ của ông đang tốt đẹp để ông thắng được cái cuộc bầu cử năm 2020. Và tất cả mọi cái chuyện ông đều vì cái ghế của chính mình đưa ra những lời nói dối. Và trong cái sự kiện này, chứ vị, chúng ta thấy lập luận của ông Donald Trump thay đổi liên tục liên quan đến chính sách bệnh dịch. Và ngay khi bệnh dịch vừa bắt đầu, ông tuyên bố với những cái tweet ủng hộ cho bên phía Trung Quốc, ủng hộ cho ông Tập Cận Bình, ca ngợi ông Tập Cận Bình đã chống dịch một cách thành công. Rồi sau đó cũng ông lại đi nói với mọi người rằng bệnh dịch này là bệnh không có thật. Đây là một cái trò lừa đảo của đảng Dân Chủ. Nhưng mà lại thực tế lại đưa ra chúng ta những câu chuyện hoàn toàn sự thật mà ông Trump vẫn giấu giếm. Nhưng mà những người ủng hộ ông lại tin lời của ông Donald Trump. Và nó trở thành một cái vũ khí chính trị, trở thành một cái tiêu điểm chính trị trong cái chuyện mà tìm cái phương cách chống dịch. Những câu chuyện kế tiếp ra sao? Xin quý vị tiếp tục sự băng tần SBTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại.